Bản tin kinh doanh và pháp luật. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, kinh tế tuần hoàn đã sớm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các định hướng, chỉ đạo theo hướng toàn diện thống nhất. Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là thiếu khung pháp lý hoàn thiện về kinh tế tuần hoàn nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn. Vậy đâu là khung pháp lý và chính sách hỗ trợ cần có cho sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VCCI) để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xin chào ông Hà Văn Thắng. Thưa ông, theo đánh giá của các chuyên gia, việc thiếu khung pháp lý hoàn thiện về kinh tế tuần hoàn đã khiến cho các doanh nghiệp phải đối diện với không ít khó khăn vướng mắc. Vậy ông nghĩ sao về nhận định này? Trong cái ngành sản xuất của chúng tôi, trong chăn nuôi, về cái đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật là mặc định là chăn nuôi là ô nhiễm, mặc định là phải có những cái hệ thống xử lý nước thải. Bởi vì người ta cứ nghĩ đến sản xuất là có nước thải. Thế nhưng mà bằng một cái giải pháp mới, bằng một cái công nghệ mới, ví dụ như hiện nay chăn nuôi đại gia súc thì người ta không có nước thải nữa mà người ta dùng đệm lót sinh học. Thế thì cái đệm lót sinh học nó thu gom toàn bộ các cái chất thải của chăn nuôi để họ làm phân bón hữu cơ vi sinh. Thế nhưng mà vì nó trên một cái nền tảng khoa công nghệ như thế cho nên là một giọt nước tiểu không có cơ hội ra ngoài nếu như họ làm đúng quy trình. Thế thì tại sao cứ phải bắt là phải làm một hệ thống xử lý nước thải làm gì? Nhưng nếu không có hệ thống nước thải, không có hồ bự, ngưng hồ chứa hồ thì cái đánh giá tác động DTM ấy không được thông qua, mà không được thông qua thì không được đầu tư. Thế thì chúng tôi đã gặp những trường hợp như thế này thì có những tỉnh thì họ mạnh dạn cho làm thí điểm, nhưng có tỉnh họ máy móc thì họ nói là đây là quy định của pháp luật. Vấn đề thứ hai, nói đến chính sách thuế, để nó sinh học thì nguồn gốc của nó chính là các cái phế phụ phẩm nông nghiệp, rơm rác rồi thì thân cây lá vỏ, những cái gì mà trước đây chúng ta trong các ngành chế biến, ví dụ chế biến gỗ thì nó thừa ra cái mùn cưa, răm bào rồi vỏ cây, chế biến lương thực thực phẩm thì nó thừa ra thân cây, rơm rác. Đấy là những cái mà người ta có thể làm được đệm lót sinh học. Thế thì trong các sắc thuế 26 cái mặt hàng mà thuế nông nghiệp được miễn thuế thì nó không có cái sản phẩm đệm lót sinh học. Cơ quan thuế thì họ áp luôn 10% thuế VAT, mặc dù đáng số họ được giảm. Thế và họ chỉ nói rằng là bởi vì các cái mặt hàng của không có tên nó, vì cái này nó mới mà. Tất nhiên hiện nay thì chúng tôi đang có ý kiến và các cái bộ liên quan đang tìm cách để tháo gỡ, nhưng nó cũng làm chậm đi cái tiến trình phát triển, làm chậm đi các cái tư duy của sáng tạo. Vâng, vậy ông có đề xuất kiến nghị gì trong việc hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm cũng như là chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới không ạ? Chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách đủ mạnh để làm thế nào đó để kinh tế tuần hoàn nó có một cái vị trí pháp lý rõ ràng. Chúng ta muốn phát triển nền kinh tế tuần hoàn, chúng ta muốn câu chuyện khuyến khích cho đổi mới sáng tạo nó thực sự đi vào đời sống và nó không còn là khẩu hiệu nữa. Đó là phải xây dựng cho nó những cái chính sách phù hợp, đặc biệt là khi mà chưa có các quy định của pháp luật ấy, thì cái gì mà nó là đổi mới sáng tạo, cái gì nó là mô hình kinh tế mới thì chúng ta phải cho phép để làm thử nghiệm, thí điểm và có tổng kết, đánh giá để ra để làm cái cơ sở để xây dựng các quy định của pháp luật. Sau này có các chế tài tiếp theo, nhưng mà trước hết thì là phải mạnh dạn thử nghiệm cho cái việc mà thí điểm, cho cái việc mà làm thử ấy. Tuy nhiên thì cũng phải có các cái công cụ để quản lý, ví dụ như là các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, các cái đề tài xin làm thí nghiệm thử điểm thì phải có thời hạn, thì phải được đánh giá, thì phải được tổng kết và có những cái kết luận cụ thể cho cái việc mà nên phát triển hay không. Làm được như vậy thì chúng ta mới kích thích được cái việc mà các cái giải pháp mới, các cái đổi mới sáng tạo nó mới đi được vào đời sống xã hội. Và các cái mô hình kinh tế mới mà nó chưa có quy định của pháp luật ấy, dần dần từng bước nó mới được tiệm cận, thế và các cái đối tượng tham gia nó mới dễ dàng hơn. Thế tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có cái chính sách đấy, cho nên là đấy là một cái rào cản mà tôi nghĩ rằng là cần phải tháo gỡ để cho cái kinh tế tuần hoàn, cho cái đổi mới sáng tạo nó sớm đi vào đời sống, nó sớm lan tỏa. Vâng, xin được cảm ơn ông. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện.
Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.